Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khải Nam ơi. Ở lần này thì Khải đang mở túi nguyên liệu để chuẩn bị Khải ép Evan Tống Kim 6 đi anh em ép Evan show chúc mừng năm mới 2023 này cho anh em xem nha. Và trong thời gian ép thì Khải đang mở đây mà, đợt Khải mở vô giường tí rồi, Khải ép xong rồi. Khải đi vượt ải rồi, tí nữa xong vượt ải anh em ăn cắn cho vui nha. Anh em, đợi tí Khải đang mở. Anh em ơi, ép ngay. Đây, chúc mừng năm mới đây, sự kiện Tết Dương lịch. Mua 500 cái đó, tiếp theo ép nè, ghép có chút tình vượng rồi một cái này đi đồ sâu cái này à, ở event này thì nó cũng tương đối là 11 kim rưỡi cho đến 12 kim rồi ép nhanh em, thì khả năng có điểm tống kim rồi, còn nguyên liệu thì ngồi rồi ép để dành tí xong cái này vừa ai xong chúng ta sẽ cắn nhanh em đó, ok chưa, tiếp tục mua 500 chữ là ngàn rồi ép rồi xong bỏ vào trong người đó, tí đến sau tí đi vượt à, đi vượt ai à, xong lấy lại anh em ơi, chúc mừng năm mới nè, mới nè, bỏ mất này tí nữa mình anh lẻ ngồi nha nè, anh lẻ ngồi cũng được 1.000 cái nữa là được ít kinh nghiệm rồi, giờ anh đi được rồi vượt ái qua vượt ái rồi. Hello anh em mới vô nha. Anh em xem video đừng quên để lại một like chia sẻ cho anh em ơi. Xong vượt ái này Khải sẽ cánh anh em xem nha. Rồi anh em butter anh em ơi, butter anh em. Ok anh em ơi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục anh Evan nha anh em ơi. Đúng rồi em, này mà chơi tầm này chơi phong sơn là chuẩn luôn em ơi. Rồi, tiếp tục Evan em ơi, Evan em ơi. Rồi, Khải đã chuẩn bị đầy đủ các kiểu này điểm rồi, nè. Hồi nãy ép trước khi vượt ải còn đã ép xong rồi, bây giờ cắn anh em xem. Thì bây giờ Khải ra thôn, xài tiền ít nè. Tiền ít, chúc câu chúc thịnh vượng, ok. Đây, vô. Rồi, có cục may mắn nào dư dư không, cắn cục chơi coi. Rồi, quá tiểu dư dư nè. Ba mấy bình quá thử có bình lẻ không? Đây, ba bình lẻ đây. Có người mua chỗ nào hết chờ. Này lắc quá. Rồi. Kiếm nguyên bắn nha anh em. Rồi, dứt. Hello anh em rồi, ok. Dứt mình bắn tính sâu. Rồi. Ra thành bờ kẹo. Và bây giờ thì Khải sẽ cho anh em xem từ từ anh em ơi. Trước khi anh Evan thì Khải sẽ cho anh em xem sơ qua cái mùa Evan này nó có gì đặc biệt hơn nha anh em ơi. Nói chung là mùa này nó có sự đặc biệt hơn những mùa trước nha anh em. Đây. Evan 2023. Đây anh em. Đây. Anh em cùng xem. Mùa Evan này thì từ từ ạ. Nó bị kéo cái nhỏ màn hình lại ngay. Đây. Ok. Anh em cùng xem rồi anh em ơi. Ở mùa Evan này thì mới bắt đầu ngày hôm nay nè anh em, sau buổi chơi ngày hôm qua. Rồi, kết thúc vào ngày 16. Đó, lúc này Khải ép chỗ này nè. Mấy này Khải mới mở đây. Túi nguyên liệu này nọ, điểm tống kim này nọ. Rồi, giờ anh em vào này. Cái này thì tiền vạn nè. Cái này tiền vạn hay chưa anh? Hiện tại Khải đang ăn tiền xu. Cái này bỏ đây. Rồi này, câu chúc thành vượng nè. Cái này xong được 4 tỷ nè. 4 tỷ kinh nghiệm. Đó. Rồi, được mảnh phi dân ngựa các kiểu là điếu. Rồi, được pháo chống nè. Thêm 50 cái pháo chống nữa nè. Rồi. Rồi. Thuốc lết quá tử đại các kiểu phi dân. Cái này thêm cái này mới nè mày, pháo chống này, nó sẽ có kinh nghiệm là 5 triệu đến 10 triệu và giới hạn tối đa mỗi người được 500 triệu anh em, đó. Ha. Còn cái này là mình hưởng của người khác được 200 triệu nữa là bèo lắm làm được 700 triệu từ cái pháo chống này. Rồi thuốc lết các loại khi nào anh được 50 cái pháo chống này được các mớ này. Chiếu mã phi dân người sẽ tốt ở đầu. Phần thưởng pháo chống
có thật ra được người xích số chiếu dạ và ra cỡ cả phi dân luôn em ơi, vãi nồi cống nghiệt phụng nghiệt luôn, có thật ra phi dân luôn nha đó, thì thấy chưa cái đặc biệt đó. Lỡ hộp mạch bánh thạch anh thì cái này là ép ấn rồi, cuốn vật lịch này, cuốn lịch vạn niên. Lịch vạn niên được sử dụng được 1.000 câu chúc sẽ được nhận cái này à, anh sẽ được 50 hộp. Rồi ra mấy cái roi ngựa này, rồi thần hồng mẫu thạch thủy tinh thứ ba là hai lỡ ba là hán này các kiểu, là bài của xanh này, cái này tìm tìm đồ này, rồi vé số chữ thưởng nữa, quế tử đại thiệp đu tốt cá nhân văn hội hống binh rồi này, bánh chưng kỹ năng và tiềm năng này, này cố gắng ra hai hai bộ đỡ phải đi mua nè, mặt nạ kháng cảnh năm hoặc là may mắn năm hoặc là mặt nạ may mắn năm thì tinh tinh hồng này quá quen rồi, phong độ rồi 10 triệu rồi vòng sáng thì băng hỏi cá nhân cánh cảnh năm sinh lực 200 bảo rương trang bị này, có thể nhu tình hiệp cốt cốt luôn nha em ơi, mùa này có thêm bảo rương trang bị nhu tình hiệp cốt luôn, phong pháo may mắn sẽ nhận được gì đây, đền bà bút xanh thì không mất thành ô hay nhất kỹ này em, cái quan trọng đó là nhất kỹ này, nhất kỹ 25 ngày này đó, cái đang có một cốc này, ba mặt nạ mất cái mặt nạ là quen quá rồi, rương mặt nạ đây, rương mặt nạ tết được gì đây, mặt nạ à, ba mặt nạ cũng mặt nạ và rương mặt nạ cũng mặt nạ luôn, không có gì đặc biệt luôn, tiểu thành bị kiếp thôi, không có đại nữa mày, tiểu thành bị kiếp thôi em ơi, anh cá là lên 10 cấp đó. Làm bài bút đại này, làm bài bút nhân tịch thể trường giới không may mắn à, ok nói chung là nó có một số mới thôi em ơi, và bây giờ chúng ta cùng ăn nha em ơi, rồi let's go baby. Ra với cái phong sương luôn, tối nay lại tiếp tục có clip liền kêu nè mà. Rồi ra thành như đây. Ôi sổ đốt pháo tê tu luôn nè mà. Lên bài boss đốt pháo. Rồi một thị tinh. Như đây tiếp theo. Theo dự thành khác đây nè mà. Một cái bánh tét, một bánh chưng. Ok cái bánh chưng ăn. Đó đốt pháo tê tu lên nè mà. Có một bánh chưng nha. Một thị tinh, hai cái may mắn, mang may mắn luôn. Ok đi đốt pháo em ơi, để coi bị một lần bài boss nữa, ba pháo trống mắn như đấy, phi dân của phi dân hai em ơi, đủ xanh từ phi dân 8 là vô một khúc luôn em, phi dân hai em ơi, phi dân hai tục thành khác, một cái bánh tét nữa, bánh chưng nữa, ngon lành cành đào, ngon lành cành đào em ơi, ui một bánh tét nữa, ok ngon ngon này em ơi, một bánh chưng, hai bánh chưng, một bánh tét rồi, cố gắng lượm một cái bánh tét nữa là đủ hai bộ nè, đẹp đẹp không phải mua. Rồi tiếp theo tại cái pháo trống này, ngon lành cành đào, lô 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 em mới mở được mấy cái pháo trống anh em, tí về dân thông hưởng kinh nghiệm cùng cho vui em ơi, chưa 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 gom lại Khải ơi, chưa cho mở em à? Chưa không à, em chưa bán được đâu, chưa bán được để đấy. Gom lại để anh em nó ok gom lại mở quay đồ, cái ước mơ của mình là đủ hai bánh rồi em, mà hai bộ bánh tét bánh chưng luôn em. Ngon một ui, là thêm một cái luôn nữa luôn luôn dư cái bánh, dư cái tiềm năng ngon lành cả đạo rồi, ok hết vô dư tiềm năng để cho anh đang thiếu ok nhá. Ok em ơi, ui năm cái bánh rồi đủ xanh lần này ngon rồi, ngon người ta ừ em năm bánh rồi, giờ em coi tiếp tục được gì đây, em chặt rương quá, đi cắt rương đó, chặt rương quá đại nè, dương đem bánh này ok, giờ cắt ra chặt rương nha, lấy mấy cái này đi chan tiền lộ này nọ, đem bánh rồi ngon lành cành đào em ơi, giờ lại bánh đưa cho con nghe mì, đưa gần đem đóng nó cầm đi, tí nữa mình xào sâu mấy cái không có giá trị em nhờ giao dịch qua con đem đóng cho em xem nha, rồi được mấy dương tinh hồng, hai dương tinh hồng, hai dương thủy tinh, ba dương thủy tinh, bốn dương tinh, năm dương thủy tinh hả, ui lần này mình lời chắc lời không lỗ này mà. Lời 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 bánh trái đầy đủ là thấy lời rồi nè, mà cái này mà tí nữa mới nó nhất kỹ nó trọn vẹn luôn em, thì thiếu một nhất kỹ không thiếu gì hết, thiếu một nhất kỹ đại lực là bao này nọ, bao quan quên này, chặt chỗ này tiền thân lộ một bình này, mấy cái này vứt đi, chặt chỗ này tiền thân lộ càng ít thì càng lời, tiền lộ càng ít càng lời, rồi phúc duyên này má ra mạnh mạnh phi dân, em tưởng mạnh phi dân 8 rồi thôi vô một khúc nữa luôn, vì ăn mấy trăm cái mà ra nhiều đó bánh thì ghê vậy. Đó em nhìn đi. Hên xui mà biết thấy đâu chưa? Thấy người ta ăn chưa mà khỏi. Trả lại những gì mấy lần trước hả? Trả lại những gì thấy mất chưa? mất lần trước. Đồ
Đó. Đấy, Ráng ăn chưa? cả khúc Đủ luôn quá. nào, lời vậy Ráng lời. đi, ráng ráng, anh phải ăn không được, anh không phải đâu phải ăn một ạt đâu, Ừ, ăn một ráng ạt đâu, ráng ráng ăn hai ráng. ba ạt nữa mà. Rồi, tiếp tục, ra thành, lầm tiền. Gì đây? Khui hàng. Ủa sao nóng cánh mà trời. Đây, vô. Bánh pháo hoa nè em ơi. Gì đây? Thế là hàng, nụ. Gì đây, mảnh ngựa nữa. Mảnh xấu, ui, vãi thiệt. Mảnh ngựa Mạnh sẽ nữa. thốt kìa. Đồ số 3 nữa. Mình bánh, tinh hồng, tinh lộ. Khui hết luôn, bánh thật ăn. Vé Về số. số. Vé số bẹp à? Tinh hồng bảo thạch, tinh hồng lộ. Ủa, tiếp cái gì đây? Mạnh chiếu dạ 7 trời ơi, mạnh 8 dùng cái, con bệnh viện chạy luôn trời. Hồi chật, chật chỗ rồi. Chiếu dạ nữa. Ui, chiếu dạ 4, đủ sân. Dạ 4. Wow. Mạnh ngựa quá trời luôn, em mạnh ngựa. Ui, lần này ăn vãi chưởng kìa. Ok, tinh hồng thì tinh khá nhiều luôn. Cắt rương ở đây không quan trọng, cắt rương đó. Cắt tiếp tục cho em đọc, cắt tiếp tục à. F hay mua gì hả? F hay mua mua 14. Mua F chứ mua gì? F. Mấy cái mảnh này bỏ nè em ơi. Mấy mảnh ngựa này nó không có giá trị nên bỏ đi. Đủ ra mình 8 mới có tiền rồi nè em ơi. Ồ ra nó 5 mảnh ngựa luôn. Đồ, ra mảnh ngựa quá trời luôn nè em ơi. Không ra mảnh 8. Mấy gì đâu, đồ. Thấy hơi bị chật chỗ, không chỗ nào bỏ luôn ta. Tiền thủ đồ ăn quên nè. Phúc duyên. Còn 17 cái cuối cùng. Mày đó 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 nè mày. Mong ra là bao bí kíp nè, mong ra là bao bí kíp anh em đang xem cho Khải Một Long hỗ trợ nè mày. Và những video mà hot hot như thế này Khải sẽ up lại trên kênh anh em xem ủng hộ chơi nha. Đây, đây mình anh bỏ đây, cái này không có giá bỏ đi. Cái này bằng hồi bỏ cái gì cuốn lịch bằng niên mình đã bao nhiêu trong sao tôi dán dán quốc luôn rồi anh những cái cuối cùng ho 30 ô mới chứa được à vãi thiệt 30 ô với chỗ này sao đủ 30 ô ta đang thiếu khá là nhiều ô. Ok. 30 ô. Bộ bánh này. Bánh này, trời ơi bánh quá trời nó không phải mua này mày. Đỡ tốn tiền mua. Rồi, xuống, xuống. Rồi, chưa ba mua phở cái cuối cùng. Gì vậy? Đụng thiếu một ô nữa ta. Này. Ui. Pháo năm mới. Được cái kháng cả năm nè. À, kháng cả năm 20 ngày. Ok. Có dùng sáng 200 sinh lực nha năm. Người mới ăn cả mấy 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 sợ là bà cũng săn má tưởng kỹ năng tiền em ơi bà săn chiều rồi hỏi sức thố 15 ngày ok sức thố này cũng được để cho thiếu lâm mang rồi ok để tính tiền tính lời hay lỗi cho anh em xem nha lần này thì thu 500 500 cái bang hội cho bang rồi nè rồi 500 cá nhân 506 cá nhân tính cho anh em xem thì 506 tầm này thì khoảng 550 xu đó rồi một thì tinh này hai thì tinh này ba thì tinh này bốn thì tinh này năm thì tinh này sáu này bảy thì tinh này bảy là cho 200 xu đây là 1.400 này rồi một một này hai này ba này bốn năm này 6 bình quá tủ đại là cả 1.200 xu nữa là 3.100 3.150 tinh hồng 1 2 cục 3 cục 3 cục cho cục 350 là cho một kim đi một kim 50
cộng với 1 kim 50 xu là 4 kim 2. 4 kim 2 cộng lệnh bài boss này, 1 này, 2 này, 3 là cộng 600 xu. Không có bất đại này mà. 4800. 4800 rồi. 4800 rồi, cái này cũng mạng lệnh bằng nên là tôi mở xong này, 4800. 4800 với lại bộ bắn này nè mày. Bộ bắn này thì mới rồi nè. Đây. Kỹ năng tiềm năng. Thì thường thường tiềm năng thì 500 xu, kỹ năng là 1 kim. Mà tầm này được 2 bộ đây, 2 bộ cho 3 kim đây. 2 bộ cho 3 kim đây. Cần cho 3 kim nó được 7 kim 8. Dư được cái bánh chân tiềm năng. Ờ, này dư được bánh chân tiềm năng à. Là được 500 xu nữa là 8 kim 3. 8 kim 3 rồi đúng không? Rồi tiếp theo. Bây giờ sẽ mở tiếp tục 50 cái cuốn lịch vạn niên nữa nè. 50 cuốn lịch vạn niên nữa nha. Tại đã thu được 8 kim 3 rồi, mở này. 50 cái. Một nến. Một lách, một túi nhận quân bán. Gần 102 luôn nè mày. Phong quân độ. Một túi nữa đây, nhận quân kiếm triệu. Một thị tinh, hay xà. Tiếp tục. Bàn nhựa. Lại bỏ. Chống. Quá tửu. Một phi phong xà xà. Một đá phát sáng xà xà. Đá phát sáng này hiện tại đang bán khoảng tầm 700 xu nè em ơi. Đó 700 xu cầm tiếp theo nè. 8.300 cầm với 700 xu là 9 kim. Đó. Rồi cầm một viên thì tinh 200 xu nữa. Cầm 200 xu là 9 kim 2. Một phong kháng cảm 10 này bán khoảng tầm 500 xu mấy ngày này. 3 ngày 500 xu. Cầm với 500 xu nữa là 9 kim 7. 9 kim 7. Ồ, ngon ngon. Này thì đợi anh hết phi phong này rồi tiếp tục cắn tiếp nè. Tầm này cắn nữa nó ra phi phong nữa không biết làm gì nè mày. Bán thì phí quá. Rồi nó từ từ cắn tiếp thôi. Lên cắn cặp 7. Ngon lên cần đầu. Tầm này thì mát nè. Thêm sức mạnh. Máu 4k2 nè. Sức mạnh chém cho rách. Rồi. Được 9 kim 7 rồi nè mày. Hay là mở luôn ta. Mở luôn đi. Đủ có phi phong kiểu này cũng có tính sâu. Bán cũng được cái máy 2 kim nữa nè. Mở luôn rồi. Đợi dành gì. Chờ cái khác tính sâu. Khi nào anh cần cái khác. Ôi viên thiên tinh đó, đó. Cần thêm 200 sâu. Đó. Hàng về. Hàng về 9.900. Tiếp tục. Như đây. Lỡ bao lãng shop luôn. Sợ cái này. Shop. Thiên cơ lệnh. Thân hành phù như đây. Thân hành phù 1 tháng. Ôi trời ơi. Thanh phù này 1 tháng được 200 xu nữa nha anh em. Đó. Cộng 200 xu nữa là được 10.100 xu rồi. Rồi tiếp theo rồi. Hết chỗ rồi. Hết chỗ trước rồi quá. Chào. Tiếp tục 1 thanh phù này cái 7 ngày này. 50 xu. Phong độ. 5 ngày sau 5 ngày nữa. Tiếp tục ốc cấp phong độ. Chặt chỗ rồi. Hiện tại đã thu 10 kim anh em ơi. Có vẻ là hòa không lỗ nha anh em. À, bây giờ Khả sẽ đưa cho con thiếp lâm này ít con ngựa đi. Khỏi chặt chỗ này em ơi. Cho nó con ngựa thân hình phù này nó vứt băng thiếp lâm vào đi. Rồi từ tính xong. Đây. Ngựa này. Ba cái rác rưỡi này. Thiên cơ lệnh này nó phong độ này chặt quá. Đây này. Này. Ủa. Tính ra mình vừa hết cái thân hình phù trong rương. Đúng rồi còn dư. Quán bỏ này đi. Rồi. Bàn như tâm kinh mới này sắp hết. Tiền thấu lộ chặt chỗ. Rồi ok. Này mới thêm 10 mấy cái nó đủ nè mày. Ngon ngon ngon. Thu 10 kim hơn rồi nha anh em. Đó 10 kim hơn rồi đấy. Cuối tiếp. Lên. Một gì đây. Lỡ bao là hán. Ok cắn luôn. Nhạc vương kiếm sốt. Thân hình phù vô hạn ngon 7 ngày luôn. Đẹp luôn anh em ơi. Vô hạn 7 ngày. Lỡ bao hán ngon 2 bao. Phong độ. Tiếp tục phong thuộc vô hạn. Ok. Vô hạn cho thiếu lâm luôn. Bước chân thiếu lâm luôn. Ôi không giao dịch được ta. Thiếu lâm hay đi hoạt động nè. Cho nó dùng thân phục vô hạn hợp lý.
Đó, quá đẹp. Cái vô hạn này mua không có đâu nè, dùng được 7 ngày luôn nè, phù đi phù về thoải mái tiệc ga luôn em ơi, không có sợ tốn tiền luôn. Rồi. Sao? Rồi phong đang đổ. Tiếp tục cái nào đó cho Nam Động luôn. Nam Động đang cần. Hợp lý, nó là hợp lý nè. Nam Động đang cần nó là hợp lý, tại vì Excel nó phù lên một xuống quá trời. Rồi. Ngon ngon ngon. Đồ này thì đẹp anh em ơi. Tính ra bỏ cái 11 kim hơn anh em mà thu lại cũng tương đối hơn 11 kim, gần gần 11 kim rồi. Hàng về chứ đây chứ đâu, tiền về anh em ạ, 3 ngày 1 kim 5. Đó, một cái nanh liền anh em. Trời ơi, trời ơi. Rồi, cái này 1 kim 5 là thu tổng thở là 12 kim tất cả anh em ơi. Thu nãy giờ 12 kim tất cả. Quá tuyệt vời. Sắp possible nữa. Ra luôn vi văn một cấp luôn. Đầy đủ đồ trọn gói luôn em ơi. Đồ Đấy, lời vá chưởng là tính ra lời đựng kim thôi em, lời khoảng kim. lời Mất kia kinh nghiệm nó gì? mới kinh nghiệm nữa đúng rồi, chưa nói lời được mới kinh nghiệm nữa, lên được hai cấp nhau như khả tính không, chắc chắn lên hai cấp mà chạy nào cũng hai cấp. Rồi rồi bây Cái giờ gì ấy? bắt đầu lấy bánh lấy đồ ăn này, đầu bây giờ đến giai đoạn lấy bánh tét bắt đầu ăn chúc mừng tết này đó đủ đây đó. Hai bộ khỏi tốn tiền mua nè, mấy hôm đồ anh em cứ ăn thiếu thì mua quá trời. Anh Tùng ơi, anh Tùng ơi, ở đâu em được bánh tìm đăng này? Nụ Anh nụ đang trong đồng kim. nụ nụ là một ngày ăn được mà hai cái, ok tới giờ vậy Nốt đó, luôn, lên nốt được cái bốn kia cấp. luôn. Nốt Đẹp không quá được, trường. nốt không được, nốt không được, full lên này Cậu vai nhiều đuôi quá. đó. Trời ơi, lực tây 2k8 luôn rồi, đam tăng 2 lên quá trời luôn em. Tầm này đánh này mà mắt vào lòng mà tịch nữa, đánh ai chịu nói. Rồi. Không dám kích lầm em nha. Tôi Cái đó giám định mặt luôn anh. Ủa chưa nhận Giám à, định chưa ra nhận tuần à? Chạy ra Trời kia ra ơi ngon. Cái nào cũng dài được cũng được nè, mà cái này đợi giám định là kháng cả 10, ngày 10 kháng cả 10 nè. Rồi, ngày 10 cần kháng không cần kỹ năng cũng được, cái này mà ra kỹ năng 25 ngày là cắn luôn á. Này cái phi phong này đỡ bán cho những người khác đây. Cái này nè, ngày 10 cần kháng cả nè mày, càng trâu càng tốt, cái miễn sao áp sát được địch là một phát không có cái thứ hai, nên là kỹ năng hay không cũng không quan trọng lắm. Cứ áp sát là chết mà cần kỹ năng em, hiểu không? Tùy phái. Có phái cần kỹ năng. Nhưng mình đây thì nói chung lên kỹ năng cũng được, lên kỹ năng thì đứng tầm xa đam cũng ngon. Rồi, đi ép cái phim kháng cả 10 hả? Cứ càng trâu áp sát đội hình được là một phát một không có cái thứ hai nè. Anh tụi cô ba kìa. Thấy không? Ghê ta. Giám định nè. Anh Tùng. Kim cương bào kháng cả 10 Ôi đâu đó. quá. Easy game. Easy game. Chạy ra, phải chạy dừng dừng ra đây đã. Cậu ba dám đuổi anh Tùng. Quá đẹp. Cậu bà. Trời, Cậu bà này. thắng đẹp, trầu hèn gì. Rồi, đẹp quá. Cậu Chạy bà. đi anh ơi, chạy đi đông lắm. Đi đâu? Ok anh em ơi, lần này thì không có gì hơn, nói chung là anh khá là ok anh em ơi, lời được một cấp rưỡi và khá được một ít đồ, nói chung là quá đẹp anh em ơi, quá tuyệt vời. Ở lần anh Vân này thì không còn gì để chơi đâu anh em ơi, lời lời của lời luôn anh em ơi, quá lời luôn. Rồi anh em xem video này đừng quên để lại khám like ủng hộ chơi anh em ơi, và mấy cái này nuốt luôn này, nuốt 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 úp luôn ở đó chơi tầm này, mấy cái thiết lá này nuốt hết, nuốt 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 nuốt. Rồi bằng nhược đi shop đi, shop shop. Rồi này được một kim năm này nè, giám định là khác là kỹ năng một cấp nè mày. Quá rẻ, bán một kim năm quá rẻ. Ở bên server kia thì hồi trước cả chơi bên server kia thì cũng cứ một kim năm 3 ngày nè, ngày 500 xu, chứ này tương đối. Rồi cái này chưa dùng được đúng không? Được cái cá nhân được à, con này anh lời này mà ram mở mấy cái này nói tính răng răng ngựa quá trời, mà không có mạnh ngựa 8 này mà có mạnh ngựa 8 tiền về này, mạnh ngựa 8 tiền về này. Nếu mà đang mạnh ngựa 8 là tiền về rồi nè. Rồi anh em xem video đừng quên để lại cũng như là Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Và Khải hay livestream vào lúc 7 giờ tối hàng ngày, anh em có rảnh thì lên xem livestream chơi nha, ủng hộ chơi nha. Đừng quên nhấn nút đăng ký nha anh em, đăng ký mạnh anh em ơi, gần 20.000 subscribe anh em ơi. Anh em đăng ký mạnh thì Khải sẽ cố gắng làm những video tiếp theo cũng như là anh Yvonne cũng như là Khải sang sang Ngọc Lục Thần cũng như là
bem lên bài boss cho anh em xem nha. Nói chung là đầu tư thì cố gắng anh em ủng hộ nhiều thì khả năng đầu tư nhiều nha anh em. Rồi.